đố thử coi. Con cáo. Con cáo lợn hả? Cáo l... Ô. Hey, hello mọi người nha. Ui, hôm nay chúng ta đã cập nhật nữa cái gì các bạn? Cái gì đây? Ui, sao mới vô mà sao cái mặt của tôi nó móc thấy gọi. À đây đây đây, nó xuất hiện này mọi người ơi. Rồi, ok, hello mọi người nha. Lâu quá rồi không gặp mọi người. Hôm nay thì chúng ta có cái mùa gọi là giác xin cháu à gì cáo và hô anh đào. Ui rồi, nhận luôn. Rồi mở ra gì đây? Ui ôi. Sao ui rồi 413 tiền các bạn ạ. Và lần này chúng ta sẽ có cái sự kiện là sổ ký họa của Hồ Ly. Ai cha. Chúng ta sẽ đi thu thập những cái món này, hãy ăn thử món ăn và có hoa anh đào. Ôi dồi, nói chung là nhiệm vụ các bạn ha. Đấy, và hộp đầu tiên ta nhận được một cái giám thảm giường thú của cưng. Đấy, tiếp hai là cái một cái gì đây ở bồn tắm cho thú cưng. Đấy, tiếp theo là sẽ gọi là một cái bộ đồ. Đấy, ui ơi, gì đây, cuộc thi ảnh ngắm hoa anh đào á. Ui ui, cái gì đây, bạn cái gì đây, nói chung cái gì đây. Ok rồi. Ô mọi người ạ, rồi thì đợt này chúng ta có cái sự kiện này nha các bạn ạ. Rồi đợi coi thử coi. À bây giờ thì cái gì đây, cái gì đấy. Ê cha. Ô lần này mình nghe nói có thêm vài con thú cưng cáo gì đấy mọi người ạ. Đấy. Ok và đỡ coi thử nó có thật là cáo không nha các bạn ạ. Đây gì, ông nào đây, ông thương gia cáo hay còn con hồ ly nè. Ui hồ ly hả, kinh tế nhờ. Đấy, ôi ôi, xin chào du lịch cái gì đây. Ok rồi. Ê cha, rồi bây giờ thì mình sẽ lại cái chỗ ông này xem sao nha. Đấy rồi, hồ ly nha, đợi bấm hồ ly xem sao. Hồ ly đây, bấm vô hồ ly thì đến rồi à, tôi chờ bạn nè. Ôi ôi, ok à. Ê chà, bây giờ nó kêu mình tới xưởng chế tạo để chế tạo gì vậy. Ây à, đây là một cái vườn hồ ly à, mỗi thú con cáo trên thế giới này đều có một điều ước. Ây à, điều ước à. Ok, à, mình ước được không ta? Mình ước rồi, mình ước cái video này đạt được 100 like, không biết có được không nữa. mình ước là mọi người bấm like video này, không biết nó có thành hiện thực hay không nữa mà thôi. Ấy, nếu mà không thành hiện thực là cái sự kiện này nó mấy con cáo này nó không có linh nghiệm nha. Đấy. Ok. Rồi, để xem. À ok, bây giờ nó kêu về đây hãy nói chuyện với ông thương gia cáo hỗ trợ nó quay ông lại nó để nói chuyện ông thương coi. Xin chào, cảm ơn bạn ghé thăm sữa. Ok. Rồi, nhận được cái gì đây? 50 xu. Ok, 50 hoa anh đào. Ấy. Đợi coi cái cửa hàng của ông này ông bán gì nha mọi người ơi. Ấy xa, đợi coi. Ông này ông ủa? À ông kêu chế tạo các bạn ạ. À, mình chế tạo cáo. Ui. Cái con cáo này mình chế tạo cáo linh tinh lớn nè. Ui, cáo này là hơi bị bự luôn nha mọi người. Cáo này muốn chế tạo con cáo kia là phải chế tạo mấy con cáo thường. Đấy, muốn chế tạo thường là phải có nước ép, nước phép cáo. Ui, nước phép cáo, bây giờ làm sao để kiếm nước phép cáo thì chúng ta phải cần 50 lá. Ui, 50 lá với lại cộng thêm một cái 4 con cáo nhỏ. Ui, cộng con 4 cáo nhỏ mới trở thành một con cáo bự các bạn ạ. Ui ôi, ôi dồi ôi luôn. Ok, nói chung là cũng khá là xịn nha các bạn ạ. À. Rồi, ok, để coi thử coi. Bây giờ thì mình sẽ sang ở bên khu vực ông này đây. Ông thương lái thời vụ coi, đợi ông cái gì đây cần thì đến chỗ tôi mua đó hoa. Ok rồi mua. À mình có thể đổi tiền sau mua lé được luôn kìa, ngon vậy. Ơ thế cần gì phải đi lụm lé nhỉ. Thế là cần gì phải đi lụm lé mày nhỉ. Ôi ôi, để xem nào, để xem có bao nhiêu mình đủ lé chưa. Ừ đủ nè. Ở đâu, chưa mình đủ lé à, phải cần 250 lé các bạn ạ. Hồi nãy mình mua 50 rồi, gì đây. À mình chế tạo được nha mọi người, mình chế tạo vẫn được nha. Ấy xa, hóa ra là chế tạo vẫn được. Ấy xa rồi. Ok là lần này chúng ta có mấy con cáo lớn các bạn nè, rất là ngon luôn. Ok bây giờ thì mình sẽ đi lại cái ông sửa chế tạo bên kia coi. Đấy ở bên này nè mọi người, ổng này ổng có cái con gì mới không nha các bạn ơi. Đấy ổng có cái gì chế tạo mới không nha mọi người ơi. Mình nghĩ là sẽ có đấy. Mình nghĩ là sẽ có nha các bạn ơi. Rồi chế tạo thôi, let's go. Giới hạn thời gian, ôi giời ơi. Hình như không có gì luôn rồi, phải cái chữ ở đâu nó cũng không có gì hết. Ừ. Nó cũng chả có gì luôn. Ok rồi bây giờ mình sẽ bấm vô cửa hàng để coi lần này trong cửa hàng chúng ta sẽ có cái gì mới nha. Đầu tiên là cần câu anh đào. Ê cha, cần câu này là hơi bị anh đào rồi đấy, nhưng mà hơi chua nha. 329k ừ cũng được nhưng mà cũng hơi chua đấy. Ừ nhưng mà đợi coi thử thuộc tính nó như thế nào nha bạn. Tăng 80% mà. Ui giời. Nói chung cần câu này dành cho bạn câu cá này, còn thú cưng cáo này. À nó sẽ có trứng cáo nè các bạn ạ. Đấy, một là chúng ta mua, hai là chúng ta phải đi cày. Đấy, mà trứng cáo kiếm ở đâu thì từ tí nữa tôi sẽ tìm kiếm cho mọi người xem, chỉ mọi người xem nha. Rồi đã coi thử cái lần này hợp chúng ta có cái gì không. Bắp thăm chỗ hay câu ké anh đào à. Ui rồi ôi lần này mấy cái vé tôi nó bị hết rồi các bạn ơi. Ok để xem thử coi lần này có cái phần mở hộp nào mới không nha. Hình như nó cũng không có mới nhờ, hết chưa. Ù hết luôn rồi nè mọi người, ngoại dữ chứ, phải dưỡng thật chứ. Ok rồi và bây giờ thì mình sẽ đi qua cái chỗ mà bán cáo nha mọi người. Hồng Bảo hả? Ủa con NPC là Hồng Bảo nè, được coi nó bán cái gì á. Được thôi, ok. Gì á, sale giảm giá gì đây. Ồ, vào trong đó. Thôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi.
để coi thử chúng ta sẽ đi kiếm trứng bằng cách nào nha mọi người ạ. Mình sẽ đi kiếm trứng bằng cách nào đây? Mình sẽ đi kiếm trứng cá bằng cách là chúng ta sẽ một là chúng ta phải mua à. Mình nói là mua nha. À đâu đâu đâu, bên này chúng ta có một cái chỗ làm cái gì đây nè. Từ từ để tới cái nhiệm vụ này cái. Bên này có con à, đây trứng cáo đây. À, chúng ta phải cần 50 kim cương nha mọi người. Ấy 50 kim cương các bạn để chúng ta mua một cái trứng cáo. Ok. Để mình hiện tại mình có 46 kim cương là để mình thêm kiếm thêm 44 kim cương để mình mua một cái trứng mình về mình mở ra. Ra con cá bạc cho bứ cho mọi người xem. Đấy. Đâu rồi, kim cương tôi đâu rồi? Đây con vịt này mà bây giờ chết cha rồi, con vịt này hết cứu rồi. Để tôi kiếm thêm kim cương nha các bạn ạ. À. Đây rồi các bạn, một hồi thì mình cũng đã tích được 50 kim cương rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ gọi là mua trứng nha mọi người ơi. Đấy, mình mua trứng mình test coi lỡ nó có ra con anh đào xịn được không. Đấy, mình chỉ cần thích ha. Mình chỉ cần mong ha ra con cáo anh đào với là con cáo trắng thôi rồi mua luôn. À, rồi sau đó thì bây giờ thì mình sẽ trước khi mình về nhà thì ở trong cái phần sự kiện này thì từ cái phần hồi nãy này cái cuộc thi anh đào này. Thì cuộc thi này bạn nào chưa biết là chúng ta khi mà chúng ta đạt được điểm cao á. Đó là chúng ta sẽ gọi là kiếm bao nhiêu tiền. Được rồi, coi nộp ảnh thì là được 500 tiền này. Ấy, khi mà đạt được cao nhất là bao nhiêu, 4.8 sao là nạp được 50 kim cương. Đấy, còn 4.5 được 30 kim cương, còn 4 điểm là được một ngô anh đào. Ủa, một cái hộp anh đào gì đây, không biết nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là nộp ảnh dự thi nha mọi người. Đấy, bình chọn nha. Rồi cái gì đây, cuộc thi ảnh ngắm hả? Bình chọn hả? Chọn cho bạn nào đẹp hơn ta. Bạn như bạn này nè, bạn này sáng nè, độ hình nó sáng hơn nè. Đấy, còn bên này bạn này nó cũng đẹp nè, nhưng mà bên này nó cây, nhưng mà nhưng mà cái cây này nó che thôi, kệ lỡ rồi. Lỡ rồi mọi người. Bây giờ sao mình chấm điểm cho mấy bạn này nha. Bạn bên này tối nè. Bên này tối, màn hình nó tối, bên này sáng nè, nhưng mà anh đào có cái xe này, ok hợp lý, mình phải chấm điểm mấy bạn này nữa ha. Ok rồi. Ui giời, cái gì vậy? Chụp cái hình gì đây? Thôi chấm cho bạn này coi. Quái thật đứ. Rồi, chấm cho bạn này. Ok. Rồi, bạn này nhiều hoa anh đào quá nha nè, chấm cho bạn này. Ôi dồi ôi. Ok, mình đã tham gia rồi mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bây giờ mình sẽ gọi là đi kiếm cái chỗ gọi là chụp hoa anh đào cho mọi người xem nha. Đâu rồi ta? Cái chỗ này nè. Đâu rồi? Đâu đây. Đấy, bấm vô á. Nạp chụp ảnh nè. Đó, chụp ảnh là mình bấm vô mình chụp các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đứng, mình phải đợi trời sáng mình chụp nó mới đẹp các bạn. Đấy, buổi tối chụp nó xấu lắm. Đó. Ok thì trước trời mình rời ra. Còn bây giờ thì mình chờ tới trời sáng đó, thì bây giờ mình sẽ về nhà. Đấy, mình sẽ về nhà rồi mình sẽ gọi là cho mọi người xem. Đó. Cho mọi người xem cái trứng nó nở ra cái con gì nha. Đấy lỡ hoa anh đào sao. Ok lâu quá à, tôi chưa về nhà tôi được, coi nhà tôi này nó có trộm ớ không. Rồi nhà tôi nó trộm nó vô nhà nó phá cửa rồi mọi người. Ok, hôm nay chúng ta có cái kho lưu trữ gì đây lạ nhờ. Tính ra là cũng hơi bị độc lạ rồi đấy. Ok. Ui ôi cái gì đây? Có lại lần này đợt xây này xây nhà nó mượt hơn này, mà thấy nó mượt hơn này. Ui ôi, tham quan nhà coi gì đây. Tại đến này đụng gì đây. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào phần đây nha, rồi mình đặt cái gì ta? Cái con bé ra. Đấy. Để cái con bé ra hoàn tất thì thường chất chỉnh coi. Rồi, vô bấm xây coi. Rồi đặt cái trứng ra. Đấy, rồi, cho nó nở bạn ơi. Rồi nở đi nào, let's go. Nở ra con gì đây? Bùm. Rồi, con gì này các bạn ơi? Mọi người đoán thử coi, con cáo lợn hả? Cáo cáo anh đào luôn. Ui, con này là con thấp nhất đúng không? Hiếm nhất đúng không? Ui. Ôi giời. Quá cành nồi à. Ok, trời ơi, mình mở ra con gọi là con hiếm nhất luôn các bạn ạ. Ấy da, trong khi là mình cũng không cần hiếm lắm mấy mà anh người nó hiếm thật đấy. Ui các bạn à, ảo thật đấy. Rồi và bây giờ thì giờ sao, giờ mình lỡ có con anh đào này giờ sao, là hình như nghe nói là chúng ta phải thu thập 4 con này đó chúng ta mới chế tạo được cái con cá bự hả? Ui dồi, chua lắm nha các bạn ạ, chua lắm. À. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sao nhỉ, thôi mình cho nó ở nhà đi các bạn ạ, đem ra ngoài người ta cướp nữa. Ok rồi, đi ra ngoài đi lại. Đi ra bờ lai ra cho mọi người ơi. Đấy, mà bây giờ muốn chế tạo mấy con cáo lớn á là chúng ta phải kiếm đủ 4 con giống nhau các bạn ơi, 4 con cáo giống nhau. Đây, không tin hả? Rồi mình sẽ cho là mọi người xem, hồi nãy mình cho mọi người xem rồi đó. Đây nha mọi người ơi, đấy. Là chúng ta phải kiếm đây các bạn ạ. Rồi, đấy. Ok là nó bảo là cái này xong rồi này. Ôi nhận coi. Ôi giời, thế là chúng ta đây hồi nãy mình random ra cái con này nè. Cái con này nè, đấy, cáo đào này. Ok. Ơi. Ơi các bạn ạ.
mình vừa phát hiện ra một điều cực kỳ là độc lạ bên mong Bình Dương. Khoan, mình có thể chế tạo được một con cáo anh đào rồi. Còn cái con cáo mà linh tinh la te nè, là chúng ta phải cần 4 con, 4 con kháy. Còn mấy cái con thường này, đù, con này là 4 con giống nhau nè. Con cáo trắng là 4 con, còn con cáo này cũng 4 con. Nhưng mà đặc biệt là con này cũng 4 con, mà đặc biệt là con cáo anh đào chỉ có một, cần một con thôi. Nhanh 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 nhanh. Tôi chế tạo, mọi người xem, tôi lấy cái con kia ra đà, từ từ trời tốt nha. Tôi về, mình đem con kia ra nha. Đem con kia ra chơi các bạn ơi. Không, mình không ngờ là mình may mắn là random ra con đấy luôn các bạn. Trời ơi hên quá các bạn à. Thế gì mà không chần chờ nữa, bấm cho mình một nút like đi các bạn à. Cảm ơn rất nhiều nha. Rồi tôi sẽ đem cái con cáo anh đào ra rồi, ra đi em ơi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ cho nó đi gọi là tiến hóa các bạn à. Ấy chà, quá được luôn các bạn ạ. Nhưng mà hình như hồi nãy mình thiếu nguyên liệu là nước với lại cái kia các bạn ạ. Nước với lại cái gì đó, bấm vô ông trong thương lái thời vụ coi. Đấy, mình sẽ bây giờ mình ở bơ chế tạo cho tôi. Lẹ ông ơi nhanh lên. Ôi, mình thấy con khủng long nào đây, nó nhảy gì đây. Ôi rồi, ok rồi, bấm vô lại rồi. Bây giờ mình sẽ mua cái gì đây. Ôi rồi, mua cho tôi là mua thêm rồi. Nó không có chỗ nào không có bán nước các bạn, chắc mình phải chạy vô siêu thị quá. Không biết mình có đủ không? Ừ, đợi coi mình xem lại mình có đủ không nha các bạn ơi. Đây, đấy, mình hiện tại là mình đã đủ một con cáo. Ủa, mà con cáo này con cáo liver mắt đúng không? Khi nhiều trên lệnh liver, ủa? Hình như con cáo này là phải liver mắt, phải không nhờ? Ủa? Đợi mình đem con cáo nào tôi, ơi con cáo ơi. À đúng rồi, cáo phải liver mắt các bạn, cáo liver 1 này chơi bởi vì trời phải cho liver mắt. Thảo nào, trời ơi, đây cáo liver 1 đây các bạn, phải cho nó liver liver mắt các bạn ạ. À, hóa ra là như thế, nhầm tôi bạn. Tôi tưởng là nó như thế kia. Thôi, cho nó về nhà lại nha mọi người, hơi đùm rà tí thôi. Về nhà lại con ơi, về nhà lại mình nuôi nó lớn cái rồi mình tiến hóa phát nha. Chứ bây giờ là nó không cho các bạn á. Đấy, nó không cho. Mình tưởng là đang đun ra được con đấy là ok rồi, là chúng ta phải phải nâng cấp nó lên rồi. Thôi vô chuồng lại con ơi. À, vô quên. Cáo anh đào à, tắt nó vô lại bạn ơi. Vô. Rồi, mình cho nó ăn uống các thứ rồi nha, ăn đi con. Rồi. Đó, ăn đi. Rồi ok, ăn chừng nào lớn thôi nha chứ ăn hơi lâu rồi. Rồi ăn không chưa? Ủa, ăn đâu nè. Nhanh bấm luôn. Ui giời. Bây giờ mình sẽ một cái gì đây? À nào vào nhà đây. Để mình bật à, đúng rồi, cho bất kỳ vào nhà luôn cho nó hấp dẫn. Ok, mình cho bạn này ăn tiếp nha. Ăn tiếp. Đấy, ăn tiếp. Đấy. Anh tiếp đi nào. Ôi giời ơi. Rồi thả lên. Ui, sắp lên level 3 kìa. Lên level 3. Cáo anh đào level up. Wow. Lên level 3 rồi mọi người. Hình như con này level mấy mới hết mắt ta. Nhưng mà hơi level mắt không biết, nhưng mà mình cho nó ngủ phát đi. Ok, hết đồ ăn hiếm rồi. Thôi cho nó ngủ các bạn ơi. Hello, ok hai em nha. Ok, hai. Ấy bạn này chăm sóc bé cho mình rồi nè. Đó. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ bấm vô cái sự kiện này coi gì đây. À, mình được cái nhiệm vụ ở đây nè. Rồi, thế là chúng ta đạt được một cái sổ ký họ Ly. À, chắc là chăm sóc bé các bạn. Đấy chính là mở trứng các bạn ạ. Đúng rồi, mở trứng. Đấy, cái chỗ đây là các bạn chỉ cần mở trứng thôi là được ơi. Còn mấy nhiệm vụ khác là chúng ta phải cần thế kia. Rồi, và bây giờ thì em cảm ơn. Ô, kiểu có cái gì đâu thả tim nè. Ôi trời ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra lại khu Plaza. Đấy. Khu Plaza nha các bạn ạ. À, thì hôm nay là chúng ta là có những con bé mới, sự kiện là anh đào các bạn ạ. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chạy lại cái chỗ nào mà vườn anh đào mà nó to chập bá nha các bạn ạ. Vườn anh đào mà nó to chà bá nha mọi người ơi. Đây. Mình sẽ đứng ngay cái chỗ này là khá đẹp nha. Chỗ này cam biên nè, nhiều cây, nhiều hoa, nhiều lá nè. Mình sẽ vào chỗ này nha, rồi bật cái này lên. Rồi bật cái này lên, chụp ảnh lên, rồi bấm nộp thi nè, chụp ảnh nè. Đây là cách các bạn có thể kiếm được 5 sao dễ dàng từ mọi người nha. Các bạn đừng có chụp ảnh kiểu này mà chụp ảnh kiểu mang toàn màn hình này. Đấy, khoan, trước khi mình chỉnh màn hình là mình sẽ đứng ở đây. Đứng đây, đứng cái bên như bạn này nè, đây bạn này đẹp nè. Hình như nó bảo là chụp ảnh là nó không có cần phải ghi tên đúng không? Nộp ảnh coi. Mình để tên mình, chụp ảnh mình để tên mình được không ta? Đó, làm hành động nha, hành động cười phát đi. Ok, cười này, rồi chụp cái đuổi bùm đó. Ok. Dính các bạn, dính cái tên của
Dính cái tên này hết ký quá à. Dính cái tên này được không ta? Nhưng mà phải trang điểm lên phát thêm sticker lên coi. Sticker để che tên lại phát các bạn. Che tên, cái tên này nhìn kỳ quá. Cái tên này hết cứu. Cái tên này người ta cho một sao quá. Đặt cái tên gì không? Đặt cái tên này hết cứu á. Ôi dồi ôi, đỡ cái tên nào ta, cái nào ta, cái bụi cỏ đây. Ừ, cái nào mà nó màu hồng hồng hợp với anh đào quá. À đây, cái này nè. Cái nào ta? Cái nào mà nó màu hồng đẹp nè. Cái nào nhỉ, cái nào nhỉ? Cái nào nhỉ? Cái đây đi. Cái này tốn một kim cương, có kim cương đâu tốn. Ở đây, cái trái tim đây. Ừ, trái tim là đi. Đỡ lại các bạn ơi. Rồi, 150 điểm, ok, work. Nộp bài thi. Nộp ảnh thi. Không thể nộp ảnh có tên nhân vật hay bóng chat hả? Ngu người rồi. Chỉnh nãy giờ đẻ đời rồi bảo úi ôi quá. Ok được rồi, mình sẽ tắt tên nhân vật. Ái da, ơ bạn này được này, ẩn tên, đậu tên. Ôi ôi, bạn này đẹp này, bạn này được này. Ôi ôi. Ôi ok rồi. Ảnh này 10 điểm về chỗ. Ảnh này vừa điểm về chỗ. Ok. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thêm cái gì. Ok, nộp ảnh luôn mọi người ơi, nộp ảnh luôn. Không thể nộp ảnh có tên nhân vật. Ủa, có tên nhân vật nào đâu? Không thể nộp ảnh có tên nhân vật hay bóng chat. Ủa, có rồi bóng chat rồi, có tên nhân vật đâu? Ủa? Ủa là sao? Ủa là sao mọi người? Tính ra là rất là ok luôn ấy. Tính ra là rất là ok luôn ấy. Không hề có bóng chat luôn mọi người. Nhưng thì bóng chat là nói chung phải tắt hết cái này hay sao mọi người? Phải chắc phải bấm tắt hết cái này. Ừ đúng rồi, game phải chờ bấm tắt hết các bạn. Ok rồi, tụi lại bằng này coi. Bằng này coi. Bằng này coi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi, chụp cái nha mọi người. À mình có cách chụp đẹp không nè. Ôi dồi, mình chụp ngay cái mặt mình thôi. Rồi sao bạn này đứng cái bên luôn rồi. Không sao. Này rồi, ok, chụp mỗi tôi thôi bạn. Rồi chụp phát nữa nha, lại nha. Để mình chỉnh cái góc nó rộng dính cái mặt của tôi coi. Phải dính cái mặt của tôi nó mới 10 điểm rồi bạn ơi. Đó, cái mặt này đẹp mà. Rồi nộp. Rồi 5 sao. Nhớ 5 sao nha, mọi người thấy cái mặt của tôi là chớ cho tôi 5 sao mà. Ok nha, rồi. Quá được luôn, ok, nộp ảnh, bạn nó nộp ảnh, ok rồi, let's go, đợi cô ra coi cái bản coi. Đấy, bây giờ ra coi cái phần chụp ảnh này. Ủa, rồi cái ảnh của tôi đâu, nộp chưa? Rồi, nộp anh em mọi người. Nhưng mà hình như nó chưa hiện cái ảnh này trên này, ok. Chụp ảnh, hình như tôi nộp rồi đúng không mọi người, tôi nộp rồi đúng không? Ok, nộp rồi, ok nha. Hình như đang tải lại ảnh, đây, thấy chưa, số bình luận vẫn ít, chưa thể chơi hiệu điểm hả? Ok, nếu bạn nào mà thấy cái ảnh này, nhớ cho tôi 5 sao nha. Đấy, thấy cái mặt của tôi này tôi làm sao liền. Ok, let's go. Ui, bạn này ở đây. Ok, rồi, bây giờ thì ở chung vào clip ngày hôm nay là chúng ta gọi là sự kiện gọi là hâu anh đào bạn. Mình hơn, mình random ra ăn cá nhưng mà ăn cá nó chưa tiến hóa. Đấy, phải trao ly về mắt rồi nó mới thành tiến hóa bạn. Ok, thì cái gì clip sau mình sẽ cho nó tiến hóa như thế nào nha mọi người. Ok, thì còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye, nhớ đăng ký kênh nha.